Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình hội đàm phối hợp công tác với Ti an ninh tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Người chăn nuôi lợn bắt đầu tái đàn phục vụ Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 1 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân xã Lương Ninh, ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo nội dung chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, cử tri huyện Quảng Ninh đã bày tỏ quan tâm đến các vấn đề như hệ thống đê bao ngăn mặn từ thôn Trúc Ly xã Phỏ Ninh đến thôn Phủ Cát xã Lương Ninh bị xuống cấp nghiêm trọng. Cần lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại các điểm giao nhau của các trục đường để hạn chế tai nạn giao thông, giảm bớt thủ tục hành chính trong việc đấu giá quyền sử dụng đất. Việc quản lý nguồn xã hội hóa trong hệ thống giáo dục công lập vẫn còn nhiều bất cập. Xem xét để nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn, tiểu khu, hỗ trợ về xả thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân, nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản. Một số cử tri huyện Quảng Ninh cũng phản ánh về các vấn đề liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như giải tỏa hành lang đường bộ, hỗ trợ tiền điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10, tại thành phố Cai Sòn, Phong Vi Hàn, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã có các buổi làm việc và hội đàm về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới với Ti an ninh tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại các buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của hai nước nói chung và tỉnh Quảng Bình, Savannakhet nói riêng từ tháng 8 năm 2017 đến nay và một số kết quả nổi bật trong công tác của hai lực lượng trong thời gian qua. Hai bên cũng đã chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục và thống nhất nội dung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho nhân dân về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Lào và thực hiện nghiêm pháp luật biên giới cửa khẩu, phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mua bán vận chuyển ma túy, vũ khí vật liệu nổ và mua bán người, khai thác lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép, phối hợp triển khai thực hiện hiệp định về quy chế quản lý biên giới cửa khẩu và thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không xả thú giữa chính phủ hai nước, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới và đề nghị mở cặp cửa khẩu Chút Mút Quảng Bình, Là Vinh, Savannakhet và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Lãnh đạo huyện Quảng Ninh vừa đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại một số cơ sở trên địa bàn xã Hải Ninh. Đoàn đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ may TTQ có cơ sở chính tại thôn Tân Hải, xã Hải Ninh và 10 cơ sở phụ tại một số xã ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ may TTQ thu hút khoảng 180 lao động với mức thu nhập từ 4,5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thế Giới Mới, thôn Xuân Hải, xã Hải Ninh chuyên thu mua hải sản của ngư dân các xã vùng bãi ngang như cá cơm, mực để sản xuất, đóng gói xuất khẩu trang thị trường các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông. Công ty trách nhiệm hữu hạn Như Mận, thôn Cửa Thôn, xã Hải Ninh chuyên thu mua chế biến, đóng gói khoai gieo, cung ứng cho thị trường trong cả nước, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Đây đều là cả cơ sở sản xuất kinh doanh do thanh niên làm chủ. Đến thăm cả cơ sở sản xuất kinh doanh nói trên, lãnh đạo huyện đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp của các thanh niên trên địa bàn xã Hải Ninh, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh để nâng cao doanh thu, giải quyết thêm việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Từ đầu năm đến nay, thành phố Đồng Hới đã thực hiện việc bố trí và giải ngân nguồn vốn đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Theo đó, thành phố Đồng Hới đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản nhằm bảo đảm hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những tháng đầu năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư công do thành phố và các xã phường quản lý đạt gần 324 tỷ đồng, tăng 125,6% so với cùng kỳ.
việc giám sát quản lý chất lượng các công trình được thực hiện đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ chi đầu tư phát triển ước thực hiện 125 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch. Đến nay, thành phố cũng đã tiến hành thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện quyết toán xây dựng cơ bản hoàn thành cho hơn 190 công trình. Thực hiện chủ trương về phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương, những năm qua, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch đã khuyến khích tạo điều kiện để người dân phát triển đa dạng hóa các ngành nghề, tạo việc làm cho lao động địa phương. Theo đó, xã Cảnh Dương đã quy hoạch khu vực làng nghề để khuyến khích thu hút các dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, chế biến nuôi trồng thủy hải sản. Năm 2007, được sự tạo điều kiện của địa phương, gia đình anh Phạm Mạnh Hùng ở thôn Liên Trung, xã Cảnh Dương đã đứng ra nhận 1.900 m2 đất tại khu làng nghề của xã để xây dựng cơ sở sản xuất hương, phát triển kinh tế. Qua hơn 11 năm phát triển sản xuất, đến nay cơ sở của anh Hùng đã đầu tư được nhiều loại trang thiết bị máy móc hiện đại, nhà xưởng, trị giá trên 1 tỷ đồng. Đảm bảo cho việc sản xuất hương, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo được việc làm ổn định cho 22 lao động của địa phương, với mức thu nhập từ 200 đến 250.000 đồng một người một ngày. Cơ sở sản xuất hương của anh Hùng mỗi ngày tiêu thụ trên 1 tấn nguyên vật liệu, xuất bán ra thị trường hàng chục ngàn nén hương các loại, cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Những tháng cuối năm 2018, nhờ giá thịt lợn hơi tăng lên, nên người chăn nuôi đã đầu tư mở rộng quy mô đàn lợn, tạo nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Theo đó, giá lợn hơi trong những tháng trở lại đây tương đối ổn định, dao động từ 43.000 đến 45.000 đồng một kg. Trước tình hiệu vui khi giá thịt lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi bắt đầu tái đàn trở lại. Riêng 3 tháng trở lại đây, tổng đàn lợn tăng 23.000 con, tăng số đàn lợn toàn tỉnh lên gần 336.000 con. Đặc biệt thời điểm này, người chăn nuôi đang mở rộng đàn nhằm tăng nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán sắp đến. Tuy nhiên, các ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân không nên mở rộng phát triển đàn lợn một cách ồ ạt để tránh thua lỗ như thời điểm này năm ngoái. Sản xuất nông nghiệp sử dụng nhà màng kỹ thuật là bước đi đúng và có hiệu quả mà gia đình bà Lê Thị Loan ở thôn Tân Lộc, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy đang thực hiện. Năm 2016, gia đình bà Lê Thị Loan ở thôn Tân Lộc, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy đã mạnh dạn đầu tư trên 70 triệu đồng để xây dựng nhà màng với diện tích 520 m2 và hệ thống bơm tưới nước tự động. Từ đầu năm 2018 đến nay, nhà màng liên tục đưa vào trồng 2 vụ dưa lưới, 2 vụ mập đắng, 1 vụ rau cải sạch hữu cơ. Hiện nay, sau đợt trồng mập đắng trải vụ, chủ nhà màng sẽ đưa vào trồng 3.000 cây hoa ly phục vụ Tết Nguyên đán. Theo ước tính, sau khi trừ chi phí giống, điện nước, phân bón, gia đình bà có thu nhập trên 200 triệu đồng một năm. Mô hình nông nghiệp sạch của gia đình bà Lê Thị Loan đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 lao động với mức thu nhập cao. Sử dụng nhà màng trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi đúng nhằm xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, gắn khâu sản xuất với thị trường, đồng thời nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Theo đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cùng với các đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công các chiến dịch, các đợt vận động hiến máu tình nguyện như chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện và lễ hội Xuân Hồng, Quảng Bình nghĩa tình trong từng giọt máu. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công chương trình Hành trình đỏ lần thứ 6 năm 2018. Qua các đợt hiến máu đã tiếp nhận được hơn 7.000 đơn vị máu, góp phần đáng kể cho công tác điều trị, cứu chữa người bệnh, đồng thời khuyến khích động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư, xã Lộc Thủy đã lắp đặt và bàn giao hệ thống camera an ninh trên toàn xã. Hệ thống camera an ninh với trị giá 38 triệu đồng từ nguồn kinh phí của xã gồm một máy chủ và 10 mắt camera do công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng lắp đặt và bảo hành 5 năm đã hoàn thành và bàn giao cho Ban Công an xã. Việc lắp đặt hệ thống camera an ninh ở xã Lộc Thủy được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã, đồng thời sớm đưa xã Lộc Thủy trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhiều hộ dân ở xóm 19, thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới rất bức xúc về tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền của công ty trách nhiệm hữu hạn đóng và sửa chữa tàu thuyền Tùng Châu đóng trên địa bàn. Tình trạng ô nhiễm từ nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và sinh hoạt của người dân ở đây. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Gia đình anh Nguyễn Trường Nông ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã sống ở khu vực này mấy chục năm nay.
những tượng nhà quay mặt ra phía cửa biển Nhật Lệ thì sẽ được đón những cơn gió mát. Thế nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Cái vị trí mình ở đây á, là được đây là cái gió nam á, mà gió đông nó rất là mát mẻ, dễ chịu. Thì bây giờ từ khi có cái cơ sở này lên, mà vừa đi tàu thuyền nó lên kiểu như thế này, thì coi như cái đó nó trong dị vãng đấy. Riêng gia đình tôi thì năm chín diện luôn cái cơ sở này luôn, cho nên là ảnh hưởng là nghiêm trọng nhất. Đặc biệt là vào cái thời điểm mà tàu thuyền nó lên cao điểm á, cả cái bụi mặt cứ này theo gió nó thổi vào nhà. Thì khi mà quẹt chổi đó, mặt cứ phải là cả bạt thế này này, rồi nó sơn, nó xả thải các loại nhựa thải. Cái chất thải trên tàu thuyền nó xả trực tiếp xuống đó. Có vấn đề thu gom mà cho nên rác thải cái ngay đây qua cái khẳng là chất độc vậy. Không chỉ có gia đình của anh Nguyễn Trường Nông mà hầu như các hộ gia đình sống cách cơ sở này trong vòng bán kính 50m trở lại đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bụi bặm mùn cưa nữa. Rồi là rác nữa. Là chủ là họ ít làm vệ sinh lắm. Được Mỹ nó vô nám mà lua qua với nhà hết cả. Nhà của tôi là chịu ảnh hưởng từ trên mảnh ngói mà xuống trong nhà luôn, đập luôn. Ngoài sân là đi cả lớp luôn. Nhà cửa phải đầy kín. Cái màn ngủ rủ rít là toàn là bụi. Họ làm trên cao bay xuống nhà tôi thật đấy thì tất nhiên là bụi hẹt đánh, bụi mù mịt lắm. Mặt tới bên kẻ bên này, bụi bạm quá nhiều đây này. Bụi bạm sơn thiệt nên mình đến bữa mà đến nhớ ăn cơm á. Mà ảnh hưởng do nám, ảnh rất rất lớn, bụi bạm rất nhiều. Đầu năm 2017, anh Nguyễn Trường Nông cùng các hộ gia đình đã viết đơn kiến nghị chính quyền địa phương và cả cơ quan yêu cầu can thiệp. Trước kiến nghị của các hộ dân sống xung quanh cùng sự nhắc nhở của chính quyền địa phương, chủ cơ sở này thực hiện một số biện pháp khắc phục tạm thời như chôn cọc căng bạt với chiều cao khoảng 3m để hạn chế bụi sơn, bột gỗ bay vào nhà dân. Tuy nhiên, theo người dân ở đây, chừng đó là chưa đủ để đảm bảo môi trường sống của họ. Vừa rồi cũng có liên hệ với bên bộ phận môi trường có thu gom rác nhưng mà chỉ đúng một lần duy nhất. Thực sự thì cái này nó chả giải quyết cái vấn đề gì cả. Đấy, đấu lại vào đó thôi. Thì tính như này hòn cứ là cũng có là hột hạt đó rồi chứ cũng đáng chi bụi bặm vượt là bụi bặm bẩn lắm. Trong nhà tôi là mong muốn là tiên đàn giải tỏa đi để cho trong gia đình tôi chuẩn thoải mái được một thời gian đó. Trong thâm tâm tôi cũng như là các hộ xung quanh đây chỉ muốn cơ sở này đi chơi, đi xa thôi. Chứ không muốn có một cái biện pháp khắc phục hay thế nào đó nữa. Đô thị hóa rồi thì làm cái chỗ nó có khu vực cái quản lý, cái khu vực nào là cơ sở sản xuất, khu vực nào để giải trí, khu vực nào nghỉ mát, cái khu vực ảnh hưởng khu trung thị nữa, cho nên thần mai một nhà để họ đề nghị đó. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 1 tháng 11, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm 56 đến 94%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 57 đến 85%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm 55 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm 56 đến 84%. Khu vực thị trấn Quản Hầu mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm 56 đến 82%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm 56 đến 82%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, độ cao sóng 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.